Tại xứ sở hoang mạc cằn cỗi, có chàng trai mang trái tim dũng cảm. Luôn đứng lên vì công bằng và lẽ phải. Người được chọn để mở cánh cửa huyền bí mạo hiểm, đánh thức giấc mơ của bao người. Aladdin và cây đèn thần phần 1 phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.